kỷ niệm xưa ngôi nhà cũ của ông bà nội tôi nằm giữa một khu vườn rộng tôi nhớ mãi về căn nhà nhỏ này nơi lưu giữ tuổi thơ yêu dấu ngôi nhà khung gỗ có những cột gỗ lim lên nước đen bóng trong ngôi nhà mát dịu ông nội tôi hay ngồi sau án thư bên cửa sổ bắt mạch kê đơn châm cứu và bốc thuốc mỗi khi ông làm việc chị em chúng tôi lại kéo nhau ra vườn chơi Trò chơi các chị tôi chơi mãi không chán là bán hàng. Các chị lấy dây tơ hồng mọc trên hàng rào cây cúc tần, cắt khúc ngắn để ra làm bún, phở, lấy lá dâm bụt nấu canh. Còn tôi, bé nhất hội, bán bánh đa làm từ khoai lang luộc. Tiếng mời chào, tiếng khen ngon, kêu nóng dâm gian cả một góc vườn khác với bọn con gái, lũ con trai là anh Hải, con bác tôi và Sơn, Hữu, con cô tôi lại khoái trò chơi đánh trận. Anh Hải lớn nhất trong các anh chị em, luôn luôn nhận là tổng chỉ huy. Ba anh em đánh nhau tít mù khiến lá cây rơi là tả. Thường là đến hồi bất phân thắng bại thì ông nội thò đầu ra cửa sổ, quá to, nghịch vừa vừa thôi. Sau này khi đã lớn khôn, chị em chúng tôi vẫn thân thiết với nhau như hồi thơ bé. Chúng tôi hay ngồi nhắc lại những trò chơi thổi nhỏ và mảnh vườn xưa yêu dấu của ông bà nội. phải chăng bởi những kỷ niệm thơ bé ấy mà tình chị em con cô con cậu của chúng tôi vẫn bền chặt mãi qua thời gian? Theo Lê Thanh nga. vậy là